Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy may mắn. Phong thủy may mắn xin được gửi lời cảm ơn đến quý anh chị đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi động thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người của từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thể theo nguyện vọng của quý khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì các xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà năm 2021. Phong thủy may mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành nghề và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội. Hôm nay, Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi làm nhà động thổ, cải tạo, xây cất sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 phải xem mình có phạm vào tuổi đại kỵ không, đó là tam tai, quang ốc và kim lâu. Bởi vì phạm vào ba đại kỵ trên, nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ bị hạn tam tai. Gia chủ đang phân vân tuổi 1944 xây nhà năm nào và chọn đúng năm trùng với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn, vận xui xẻo đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn về hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 mà làm nhà xây nhà vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí thì giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt lành, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng với trong nhà. Tuổi Giáp Thân 1944 năm 2021 không bị phạm vào kim lâu, hoang ốc và tam tai nên việc xây dựng nhà cửa rất cát lành. Quý anh chị cần phải liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn về việc thiết kế phong thủy nhà ở để được tài lộc và may mắn suốt đời. Tiếp theo thì ta sẽ xét đến vận đất. Theo lưu niên mỗi năm, các thiên tinh đáo đến khác nhau gây nên những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng nhà và từng tuổi. Xem xét cụ thể như sau. Năm mệnh tuổi 1944 Giáp Thân mệnh khôn thổ có bốn hướng tốt, đó là Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Còn bốn hướng xấu đó là Đông họa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát, Đông Nam là ngũ quỷ. Hướng Tây Nam thì gồm có ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Tân Sửu, Thái Tuế, Tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng thân, tọa Sửu hướng mùi phạm mộ long vín vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy nhé. Tuổi Giáp Thân xây nhà vào hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh hợp, hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam từng có là Tốn, chủ về khoan dung. Nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, tổn hao tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ vắt rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Tân Sửu, những nhà tỏa sát hướng Canh bị phạm mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa gì, bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được năm nay thì nên xây. Tuổi Giáp Thân 1944 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp được hướng Thiên Y thuộc giao cự môn thổ, hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn.
Còn xét đến hướng Tây Bắc thì gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Tân Sửu, Phạm Mậu, Kỷ Đô, Thiên Sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn, Phạm và Mậu Long biến Vận Sát, nên những hướng nhà Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Giáp Thân xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng này rồi thì ta cần phải có pháp khí phong thủy hương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức giúp gia chủ có may mắn và tài lộc. Còn xét đến hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến Vận Sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Tuổi 1944 sát thân nam mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, xếp vào hàng đại cát lại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học dương ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng Đông thì gồm có Ba Sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, năm 2021 phạm Tam Sát. Tam Sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp, năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến Vận Sát. Để hóa giải những sát tinh này cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Người tuổi Giáp Thân 1944 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hoa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng bàn hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Tiếp đến ta xét tới hướng Bắc gồm có Ba Sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Giáp Thân xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào Tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, nên đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy Giáp Thân khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như sau. Nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cũng cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Tiếp theo đó là hướng Nam gồm có Ba Sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2021 nhất bạch đáo đến, nhất bạch tài tinh là sao tốt nên xây mới rất tốt. Những nhà tọa hướng Nam, tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh vào năm 2021 phạm vào Mộ Long biến Vận Sát. Mộ Long theo Hồng Phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến Vận khi muốn xây mới vào năm Tân Sửu cần phải chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà toàn Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi Giáp Thân Nam mạng xây nhà hướng này phạm vào Lục Sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà Lục Sát là sao Văn Khúc
thuộc thủy tượng quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định ở và xây nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Giáp Thân đang ở nhà hướng nam rồi thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thân sinh 1944. Hướng tiếp theo đó là hướng đông nam gồm 3 Sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Vì vậy, không nên động thổ xây mới, hơn nữa nhà tọa tuất hướng Thìn phạm vào bộ long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng đông nam năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Đối với nam mạng Giáp Thân 1944, xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Giáp Thân đang ở nhà hướng đông nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Tiếp đến đó là đối với Giáp Thân sinh năm 1944, nữ mạng mệnh Tốn Mộc có 4 hướng tốt, đó là đông nam phục vị, nam thiên y, đông diên niên, bắc sinh khí, và 4 hướng xấu đó là tây bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh, tây lục sát và tây nam là ngũ quỷ. Hướng đầu tiên chúng ta cần xét đến đó là hướng đông nam gồm 3 Sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào mộ long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng đông nam vào năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Tuổi Giáp Thân nữ mạng xây nhà và ở hướng đông nam thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng đông nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc. Đặt cửa dương tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ vắt rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng nam gồm có 3 Sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh vào năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm mộ long biến vận khi xây mới thì cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tòa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi Giáp Thân nữ mạng xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ hướng đông bắc tương quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn.
Hướng tiếp theo đó là hướng đông gồm Ba Sơn, Giáp Mão, ấp 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng đông bao gồm tọa Tân hướng ất, tọa Canh hướng giáp. Năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này cần liên hệ ngay với thầy phong thủy uy tín nhất của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Tuổi Giáp Thân nữ bạn xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Cúc thuộc kim hướng tây bắc, tự quái lạt càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cắt lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bách quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng bắc gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao nhị hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Giáp Thân nữ mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tưởng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín là sẽ được cắt lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí do hình thế loan đầu ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Cảm, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm Tân Sửu phạm mậu kỷ đô thiên sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Cảm phạm mậu long biến vận sát nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Người tuổi Giáp Thân 1944 nữ mạng mà ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh, không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tổng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải kết cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Và hướng tiếp theo chúng ta cần phải lưu tâm đó là hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào mộ long biến vận sát, không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Giáp Thân nữ mạng xây nhà hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Giáp Thân khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nữ mạng. Và hướng tiếp theo đó là hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Tân Sửu những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay là sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế thì nên xây dựng vào năm nay.
Tuổi Giáp Thân sinh năm 1944, nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc tay tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Phúc thuộc thủy, từng quái mặc cảm, chủ bị thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Giáp Thân đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Nam, gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Tân Sửu, Thái Tuế, Tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm bộ long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cái lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Với nữ mạng Giáp Thân 1944 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là Ly, chủ về nóng nảy, tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu là như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn, sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Giáp Thân đang ở nhà hướng Tây Nam cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà gương pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2021 Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long biến vận sát là sát khí của hồng phạm ngũ hành khi nạp âm của thái tuế khắc nạp âm của mộ vận long, tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm cho thấy, khi phạm phải những sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất đến hỏa khí của gia đình, quan vận sự nghiệp thì trắc trở, ly hương. Năm Tân Sửu nạp âm thái tuế là thổ, khắc mộc, vận thủy, nhâm thìn, nạp âm thủy, các sơn Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân, Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi năm 2021 không khai sơn lập hướng. Vì ngũ hoàng đại sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của mậu kỷ đến hướng, đây là thiên khí sát vận đại hung nên không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn hại quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm Tân Sửu ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam tuyệt đối không xây mới hay là tu tạo sửa chữa. Về thái tuế sát, thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thị phi, quan tai, tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu, thái tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí sử chi là bạn, nên không xây mới hay là tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Về tam sát, kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba sơn Dần, Mão, Thìn, chủ tai họa là sát khí của năm cần kiêng kỵ xây nhà mới, phần tọa phạm những sát này, bởi khi phạm sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát một lúc, tác hại vô cùng lớn. Vào năm Tân Sửu, những nhà có sơn Dần, Mão, Thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo sửa chữa phương này, tránh tai họa. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên, Mậu Kỷ Đô Thiên sát từ trung cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm con ông không bay về phương Mậu Kỷ để tìm mật. Mậu Kỷ Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ Đô Thiên, tai họa lớn nhất. Vào năm 2021 Tân Sửu, Mậu Kỷ Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn, Tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch.
Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem xét ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp người trong nhà có được bình an may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải. Trên đây thì Phong thủy May Mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán việc xây mới, sửa chữa các vướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam, còn hướng Bắc thì xây Đại Cát. Các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ xây mới hay là sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm chọn năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không, chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí, bố cục, nội thất hợp với phong thủy để hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ Phong thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống.